Nói đúng ra là chúng ta đang truyền cảm hứng cho nhau đấy, bởi vì nếu như mà anh em không ủng hộ mình, không xem những video của mình thì lấy đâu ra cái động lực để mà mình có thể là chia sẻ hay là giúp ích cho cái tóc của anh em. Mình đến với cái TikTok này thì nó cũng là tình cờ thôi, nhưng mà đến giờ này thì mình cảm thấy rất là vui, mình cảm thấy thực sự rất là biết ơn anh em. Mục đích chính ở kênh của mình thì mình vẫn luôn luôn chia sẻ và mình rất là xoáy sâu vào, kể cả là giúp ích cho vài anh em thôi, kể cả là những cái việc nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng lên video để giúp ích cũng như là cải thiện cái tóc của anh em hơn. Thì cái mục đích thứ nhất ấy là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã làm được trong nghề để giúp anh em tránh được những cái rủi ro cũng như là cải thiện cái tóc của anh em hơn. Và cái mục đích số 2 ấy, đó là mình chia sẻ những cái sản phẩm mình sử dụng cho cái tóc của mình để giúp cái tóc của mình cải thiện hơn, ok hơn. Và từ đó mình chia sẻ để cho anh em tham khảo, anh em áp dụng lên chính cái tóc của anh em, giúp cho cái tóc của anh em nó đẹp hơn, nó cải thiện hơn, giúp cho anh em tự tin hơn nhé. Đấy, ngoài ra cái việc nuôi tóc dài nó cũng chỉ là một trong số những cái việc mà mình thực hiện cùng với anh em, bởi vì mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi, chúng ta sống trong cuộc đời này ấy, từ khoảng tầm cứ cho khoảng tầm 15 tuổi đi cho đến tầm 40 tuổi thôi là chúng ta đã có lẽ là đã không muốn chơi tóc nhiều nữa rồi. Thì trong cái quãng thời gian như thế thì chúng ta có thể là thay đổi tóc đi, bởi vì mình đã nói nhiều là tóc là một trong những lĩnh vực làm đẹp đơn giản nhanh gọn nhất. Anh em chỉ cần ra tiệm ngồi 30 phút thôi là anh em đã có một kiểu tóc mới. Từ kiểu tóc mới đó sẽ giúp cho anh em tự tin hơn, giúp cho anh em cảm thấy bản thân mình mới mẻ hơn, và biết đâu anh em sẽ gặp được thành công từ những việc nhỏ nhặt như thế thôi. Rồi, cuối cùng cảm ơn anh em, và nếu như anh em có bất cứ thắc mắc gì về kiểu tóc của mình cũng như là cái dự định trong tương lai của anh em mà anh em chưa hiểu hay là chưa biết, anh em có thể comment, mình sẽ tư vấn cho anh em nhé. Cảm ơn anh em.